Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Xe Cúp. Đây là một số món dành cho anh em lên xe thủy thủ nha. Mấy cái món này thanh lý ve chai các bạn. Đây, giò đạp nha. Đó, giò đạp thanh lý nguyên cái đống này 500 ngàn anh em. Và anh em muốn chế cháo, muốn làm gì làm nha. Đó, cái đây bằng đạp nè. Đó, tình trạng như hình, anh em coi kỹ giúp mình nha. Đó, đây là hàng zin tháo xe nha các bạn, zin tháo xe nha. Đó, miếng này nó bị bể tí xíu cho đây, vẫn xài ok. Cặp bằng đạp cái dĩa, rồi cái dĩa zin này chưa gắn xe luôn nha anh em. Dĩa zin chưa gắn xe luôn nha. Rồi thắng dầu của Miyata. Đó, cái thắng bên đây vẫn còn bóp được nha. Cái thắng này vẫn còn bóp được, bóp cái miếng này nó vẫn chạy được. Nhưng mà sửa thì mình không biết sửa sao. Nó phải có cái bố thắng ở trong đây nữa. Đó. Cái đây có cái bố thắng nè. Còn một cái bố thắng, còn bên đây thiếu một cái bố thắng. Thời gian anh em gắn sữa chế cháo vậy, mình cũng không biết nữa. Đó, thanh lý luôn 500 ngàn. Cái đây mình test bóp nó vẫn hít nha các bạn. Đổ nước vô hết nước rồi, có đổ dầu vô nó đi chạy. Đó, thì bán về cho anh em sửa nha, để nguyên rồi gắn này chưa được về anh em sửa. Đó, anh em về chế cháo gì á, có dầu nè, ốc ác rồi vẫn còn nguyên. Rồi 500 ngàn anh em sửa lại vẫn gắn xe được các bạn. Rồi mình không có chuyên sửa xe thủy thủ nên mình không phải thờ, mình không có sửa được các bạn. Đó, rồi anh em có nhu cầu thì nhắn tin trong Zalo giúp mình nha các bạn. Đây Zalo nè. Mua hàng trực tiếp tại Sài Gòn nha. Những em nào ở khu vực Sài Gòn thì qua trực tiếp bên shop để mua, ở xa thì chuyển khoản rồi mà mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code. Mọi thông tin thì anh em cứ nhắn trong Zalo giúp mình, bên mình gửi định vị địa chỉ nhà anh em qua trực tiếp shop coi rồi lấy luôn nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.